Quang Đậu xin giới thiệu với các bạn là đêm mùng 4 của cái Tết Nguyên Đán này là khách du du lịch đó là đi nó như là kẹt phòng, bị cháy phòng, full phòng trên cái con đường Đặng Văn Ngữ và Đào Duy Anh ở khu vực này là cũng đã cháy phòng hết. Thì như là một số khách và một số bạn bè là coi như là cho biết là coi như là các nơi là đều bị full phòng hết toàn bộ. Mình cũng sẽ ghi lại những hình ảnh này là bây giờ các bạn xem thử nha. Rồi, xin chào các bạn. Bông, hai quả bồng bông màu đỏ trùm hộp với màu đỏ. Bữa nay là em gái mặc áo đỏ là rất đẹp. Thấy không? Anh có rảnh thì anh xuống anh đón em nha. Bữa nay không có cho đứa nào đi đón em hết á. Bữa nay mùng 4 là đẹp trời. Đâu có phòng phòng đâu. Bữa nay ngày mùng 4 là ngày đẹp trời. Đó em đang đứng đợi anh đấy. Bóng dáng của anh ở đâu mà giờ này mà em không thấy anh đón em. Quan Đậu cũng ghi lại cái hình ảnh này để cho các bạn thấy trên đường Đặng Văn Ngữ này. Số nhà nghỉ 89 là cái nhà nghỉ của Quan Đậu. Bây giờ xe khách đang là coi như là xe máy, rồi bên cạnh đó là xe mô tô. Nói đây hình ảnh đó các bạn thấy là xem thử, tại vì chạy ở ngoài resort thì nói chung là phải đặt 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 trước, và ngay cả ở đây cũng vậy thôi. Tất nhiên là phải vào app lên Google để xem thử các nhà nghỉ nào có thể nghỉ được đó, xe con. Như vậy là mình còn nhớ là cái khoảng thời gian là 4 năm, cách đây 4 năm là ngày mùng 4 Tết Nguyên Đán, là cái khu vực này là đều bị cháy phòng, và ngay cả cái thành phố Phan Thiết mình cũng 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 là như vậy. Cho nên là cái những cái chuyến đi du lịch là bất ngờ. Chẳng hạn như bây giờ là cái vừa rồi là biến chuyển của Covid-19 rồi qua Omicron, thì khi mà bung ra thì bây giờ là một số là người dân, và ngay cả bản thân tôi cũng muốn đi du lịch, đi chơi cho nó thoải mái, tại vì những năm tháng, những ngày tháng là coi như là sống trong cái bệnh dịch, cho nên là rất là khổ sở. Rồi bây giờ là bung ra thì nói chung là tuổi trẻ và một số gia đình người ta cũng vẫn muốn đi về thăm quê quê nội quê ngoại và tất cả những bà con dòng họ. Rồi thì các bạn thấy là ở đây là cái như là cái giao lộ từ Vận Tư và đường Trần Hưng Đạo. Thì các bạn thấy là coi như khách đi chơi đêm mùng 4 Tết vẫn đông. Cái này thì nói chung là Quan Đậu cũng không rảnh mà để đi làm những việc này, nhưng mà bây giờ mình muốn ghi lại những hình ảnh này để cho một số bạn bè anh em mình là ông Đậu ông làm ô sin mà, nhưng mà ông có rảnh ông đi quay cho tôi một số hình ảnh của cái ngày mùng 4 Tết Nguyên Đán của thành phố Phan Thiết không? Tôi nói thôi được rồi. Con đường này là con đường vào khu nhà nghỉ, hồi trước người ta gọi là khu này khu ăn chơi, đây là đường Đào Duy Anh. Trong khu vực này chỉ có hai đường thôi, Đào Duy Anh và đường Đặng Văn Ngữ. Khu vực này thì nói chung là tối hôm nay là bị full phòng hết toàn bộ. Một số em mà đến nhà nghỉ mình thì mới vừa vào là coi như là than mệt là ngã phì ra một cái, rất sướng. Hỏi sao vậy con có gì không, rồi chú giúp đỡ cho, chú hỗ trợ cho. Nó dạ không, dạ không. Con đi coi như là tìm hết ba mươi mấy phòng, ba mươi mấy nhà cũng như chẳng có chỗ nào coi như là có chỗ ở cả. Giá thì không nói rồi, giá cả thì nói chung là nó chênh lệch chặt chém, thì cái chuyện không chặt chém nhưng mà kinh doanh thì người ta cũng xem vào đó, mà người ta xem để người ta là xử lý với cái giá cả thôi. Đó, khách này thì đi hỏi phòng, còn những người mà ngồi ghế xúp xúp đó là chỉ những chủ nhà nghỉ. Nói chung là cũng giãn ra bớt, tất nhiên là khi mà họ đặt phòng là họ đi chơi rồi, cho nên là mình thấy là nó vắng.
Nói chung năm nay thì tình hình dịch bệnh cũng là lây lắm cho các cái cơ sở kinh doanh, như chẳng hạn nhà nghỉ, buôn bán, tất cả. Nói chung là ai làm lớn khổ lớn và ai làm nhỏ khổ nhỏ. Đó. Tình hình dịch bệnh thì nói chung ở đâu cũng thế, là ngay cả tầm thế giới cũng như vậy thôi. Đó, các bạn thấy đó, tay gãy tay bị khắp nơi tung hoành. Xe nhỏ xe lớn đều có. Đây, đây là khung của nhà nghỉ, 89 nhà nghỉ mình đó. Mình đã tắt đèn rồi, khách đã đặt phòng trước nữa, đã vào rồi. Đó. Các anh em bạn bè vui chơi trong những cái ngày Tết như thế này thì nói chung khi mình thấy như vậy là mình vui, vì xả chết mà cho những cái ngày mà chống dịch bệnh Covid. Khu vực nhà nghỉ 89 mình đó các bạn. Rồi tối hôm nay ở sinh khí của nhà nghỉ mình thì các cháu nó đến nhà chơi, cho nên là nó đông vui như vậy. Ở nhà nghỉ mình tắt đèn rồi. Khi đã tắt đèn thì coi như là đã đầy phòng, khách không còn. Cái khách là mình đã đầy vào đầy rồi. Thì ngồi nói chung là thư giãn một tí để giới thiệu cho các bạn gần xa biết cái không khí của cái mùng 4 Tết, cái nơi nhà nghỉ của mình như thế nào. Đó, vẫn là rải rác một số khách đi tìm phòng. Quang Đậu giới thiệu cho các bạn là hôm nay là ngày mùng 4 Tết Nguyên Đán. Cái khu vực của 19 tháng 4 này là coi như là đa số là nhà nghỉ. Đó, mà hôm nay coi như là bị cháy phòng rồi. Đó, bây giờ khách giờ này mà lãng vãng là chỉ ngủ ngoài thôi. Đó, chỉ ngủ ngoài thôi. Nói chung là cách đây cũng 4 năm. Đó. Khu vực này là nó trở lại cái dáng dấp là coi như là bất ngờ. Các bạn cũng đã biết rồi, cái chiến dịch Covid này là coi như mới vỡ trận ra thì coi như là bộc phát, là coi như là người dân là coi như là người ta thèm khát chuyện đi du lịch. Đó, cho nên hôm nay là coi như là quá đông. Đó, các nhà nghỉ các bạn thấy không nè, đó xe con à. Đó. Đây. À, khách tới coi như là hết phòng luôn, đó cháy phòng luôn. Như vậy là những cái tấm bảng của nhà nghỉ là người ta không còn thắp đèn nữa, là coi như đã cháy phòng rồi, không còn phòng nữa. Ở xe con giờ này rảo bước từ resort mà vào ở khu vực này là coi như là hết chỗ rồi, đó. Không còn chỗ chứa nữa rồi, hết luôn, đi luôn. Đi chơi mình phải có đặt phòng trước nữa, phải nói như vậy. Nói chung đây là một cái sự bộc phá bất ngờ. Sau khi mà cái Omicron này là cái nơi chuyển động thì coi như là người dân là sống chung với Covid rồi. Cho nên bây giờ bữa nay là coi như bung ra. Tất cả các hàng quán rồi tất cả các cái nhà nghỉ là đều coi như là rất độc. Đến đâu là đến mà, tới đâu là tới, chả sợ Covid nữa cả, hết sợ. Đó, các bạn đã thấy. Đến đây mình cũng xin chào các anh em mình, chúc anh em mình. Rồi, cứ đi lang thang mãi nha, đi lang thang mãi trên cái con đường này. Mọi nơi, vui hưởng một cái Tết rất là bình an. Tại Covid mình ở nhà rồi, ở nhà 3-4 tháng nay rồi, bây giờ mình cứ đi ra đường thoải mái.